Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị. Lâu lắm rồi lại lên sóng cho bác một cái mẫu xe ngon bổ rẻ tiền ít thịt nhiều nhưng vô cùng chất lượng. Và ngày hôm nay sẽ có một cái chương trình giá là Chí Ân, một chiếc xe lên đến 4 tỷ đồng nhưng các bác chỉ bỏ ra 450 triệu đồng tiền mặt, trả thẳng, không phải góp ghiếc gì cả, dinh luôn chiếc xe cực kỳ đẳng cấp này về nhà. Vậy thì một chiếc xe lên đến 4 tỷ đồng thì nó phải có cái giá trị của 4 tỷ. Vậy thì chúng ta có thể tham khảo ngay ở phần nóc của chiếc xe thôi. Nó cũng được trang bị cửa sổ lóc toàn cảnh panorama. Các bác xịn chưa? Và ở phần trung tâm này thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của dòng xe 4 tỷ. Thì nó được trang bị những gì? Thì đây, đây là những cái minh chứng. Các bác có thể thấy là gỗ ốc chó cực đẹp. Con này thì nó xuất sắc rồi các bác, cực đẹp nhé. Đấy, và từ cái chỉnh trung tâm này thì các bác thấy này, đấy, những cái đường phay của nó rất cao cấp luôn. Chỉnh tiếng này, phanh tay điện tử này các bác ạ. Đấy, phanh tay điện tử quét cái nghe khủng khiếp chưa. Và tất rất nhiều cái tính năng hỗ trợ để cài đặt cho xe đó. Điều hòa auto hai vùng độc lập các bác ạ. Đầu đĩa, màn hình giải trí, đây các thông số có thể di chuyển để chỉnh. Đó, và đặc biệt là cái gì nữa? Trên này là hệ thống nhựa mềm và gỗ ốc chó, phải nói là nó rất đẹp. Rất đẹp. Đấy, các bác có thể nhìn tổng thể. Nó rất đẹp qua thời gian, đúng là vật liệu cao cấp, nó khác là bền. Đó, và ở cái phần từ cái phần chỉnh cửa lóc và chỉnh đèn thôi. Đây này, nó cũng cực kỳ là xịn sò các bác nhỉ. Như trên khoang máy bay luôn. Và có nhiều vị trí nhớ luôn. Đó, tem mác thì ở trên này. Các bác có thể thấy độ mới của chiếc xe. Đấy, đúng là tiền ít thịt nhiều thì phải va con này các bác ạ. Đấy, cam hành trình này, gương chống chói chỉnh điện này, đầy đủ, và vô lăng thì còn rất là mới. Và ngồi cái ghế da bò Mỹ xịn sò, nó rất êm. Rất êm các bác ạ. Và đặc biệt các bác nào là tín đồ yêu âm thanh thì có nghĩa là nó là số 1. Nó là số 1 các bác nhé. Đó, chúng ta chỉ cần nói qua như vậy thôi thì đã thấy rằng nó quá mỹ mãn với một mức giá không thể tưởng các bác ạ. Và không thể tưởng 450 triệu xúc ngay và luôn thôi các bác. Và những chiếc xe đẹp thì luôn luôn lên ngôi các anh chị ạ. Đúng là nó, tại sao mà nó chạy là cách âm chống ổn tốt và chắc chắn xịn sò như vậy thì các bác có thể thấy là giá trị qua thời gian đây. Đây ạ, quá mới. Những chiếc xe đã được tuyển chọn một cách rất kỹ các anh chị nhé. Đây, đo lòng minh chứng. Đấy, hai vị trí như ghế, toàn bộ gương kính chỉnh điện và toàn bộ là auto. Và các bác nhìn cho em là bản táp lô thôi, táp ly thôi. Nó mới không ạ? Mở cửa đều có đèn soi. Và hai ghế đều chỉnh điện, dành cho cả ghế lái và ghế phụ. Và đây, bản táp lô các bác nhìn thấy nó mới. Từ cái vô lăng này. Đó, từ vô lăng này, miễn chê luôn. Đó, đúng là không có gì phải chê. Từ cái phím đèn này, đúng, toàn vật liệu cao cấp auto hết. Cái này có cả ga tự động của Dogon Show có hết các bác nhé. Động cơ là 2.0 cho chúng ta khoảng 200 mã lực. 200 mã lực thì nó quá dư thừa cho một chiếc xe chạy tại cung đường Việt Nam rồi. Phanh tay điện tử, mọi vấn đề không thiếu một cái gì. Đó. Vậy thì chỉ nói đến đây thôi thì các bác đã thấy rằng từ cái ghế da bò Mỹ nó cực kỳ là bền và xịn sò. Ghế zin nguyên bản chứ bọc lại tôi không nói chuyện. Đấy, bọc lại tôi không nói chuyện. Đó, các bác nhé. Đó, đó là ở phần trên. Vậy thì nhiều bác đang hỏi là vậy thì cái vị trí đằng sau thì sao ạ? Thì đây ạ, đây là minh chứng. Đó, đây là minh chứng các bác này. Đó, tuyệt vời chưa? Này, từ cái tựa đầu này, hàng ghế sau này, zin nguyên bản hết. Đấy, cái ghế da bò Mỹ thì nó rất là bền, có tuổi thọ lên đến vài chục năm. Cái này thì có cả cửa gió điều hòa phía sau các anh chị nhé, có hết ạ. Đó, này, cái tựa đầu của nó đúng là xịn sò, 4 tỷ, gần 4 tỷ, cửa sổ lóc toàn cảnh. Thì nó có giá của nó các bạn ạ, giá của nó, đúng không ạ? Phải nói là một câu là đóng cái cửa cực kỳ chắc. Nó quá chắc chứ không phải chắc nữa các bạn ạ. Đó, thực sự là nó quá chắc chắn. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Chắc quá. Đấy,
và các bác có thể thấy là cái dải đèn đằng sau là full LED đây ạ, rất đẹp, rất đẹp đúng không ạ. Cốp vâng sẽ có rộng không ạ, và đương nhiên nó là cốp điện rồi nhưng về độ rộng rãi thì quá ok, nhưng đặc biệt cái độ mới thì còn ok hơn rất là nhiều. Các bác có thể thấy những cái vật liệu thảm lỉ của nó qua thời gian này, nó quá xịn luôn. Cái này là đều gập ghế sau nhé, đó các bác nhé, đó quá tuyệt vời đúng không ạ. Đấy, lốp dự phòng đây các bác thấy này, nó cực kỳ cao cấp và giấu kín bên này, trong này xịn chưa, những cái hộp để đồ này đó. Và cốp thì nó trang bị đương nhiên là cốp điện rồi các anh chị ạ, cốp điện rồi đấy, đây quá tuyệt vời. Và chúng ta có thể ngắm nghía một chút ở bên tắp đi cánh cửa bên phụ nữa để cho nó đầy đủ chi tiết, vì tôi quay xe thì nó rất là kỹ, vì bán xe chủ yếu là bán khách phương xa tin tưởng đấy, nên là khi nhận xe thì các bác thấy rằng tất cả những cái ưu điểm và nhược điểm tôi đã quay hết rồi. Đây này, tất cả dòng keo của nó còn rất là mới này, rất mới luôn các bác ạ. Này, từ những kẹp viền inox này rất xịn sò luôn. Đấy, là các bác nhìn này, từ giá lóc này. Đấy, quá tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt luôn. Đó. Đây, các bác nhìn từ những cái thành giá lóc này nó còn mới khét nẹt luôn này. Đây này, những cái diềm mép này, cánh cửa inox này tạo lên khép thêm cái lần gioăng vào đây, cộng hưởng với dần lần gioăng này. Nó được hai lần do nên là phải nói rằng độ cách âm chống ồn của nó cực tốt. Tam lô tam ly thì nó quá mới rồi. Đây ạ. Đó. Có nghĩa là như vậy thì quá đủ rồi, đúng không ạ? Đây. Đấy, ghế đằng phụ cũng được chỉnh điện các bác nhé. Đó. Đây là cái chốt khóa này. Đấy. Các bác có thể thấy là từ cái bản nề của nó này. Đấy. Đúc liền khối rất chắc chắn từ cái dây điện này, còn rất là mới và đẹp. Đấy. Vật liệu cao cấp thì bao giờ nó cũng bền. Nó rất là bền. Và tam ly cánh cửa cuối cùng cho các bác xem nhé. Nhiều bác người bác cái kỹ tính lắm, nên xe mà nó có vấn đề gì một chút thì thường là các bác hay kiện, nên là em quay quá kỹ luôn. Đấy, còn tiền nào thì của ấy thôi các bác ạ. Tiền nào thì của ấy thôi. Thì có thể các bác có thể thấy rằng nó được trang bị những gì. Cảm biến khóa mở cửa này, đèn tích hợp bao rẽ trên gương này. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đi luôn khoang động cơ và cuối cùng sẽ tổng thành xe luôn và ngay bây giờ nhé. Và đây là khoang động cơ 2.0. Đấy. À, một cái công nghệ chứ danh của họ nhà Audi đây các bác này. Từ cái nút mở dầu này còn rất là mới luôn. Đây, và tôi sẽ mở cái lắp này ra cho các bác xem. Soi cho các bác xem nhé. Đây ạ. Đó. Và quá tuyệt đúng không ạ? Đấy, và những cái thanh chống lật của nó là rất xịn sò luôn. Và những cái đường keo của nó đi đúng là xe nhập có khác, con này nhập Đức các bác nhé. Đường keo của nó đi này. Đấy, sản phẩm xe Vadame thì luôn luôn cam kết cho các bác là xe không đâm xô, không thủy kích cầm nước. Đấy, điều đó là tiêu chí rồi. Và phần đèn thì nó được trang bị đèn bi tinh cầu thủy tinh, siêu sáng và giải đèn led định vị ban ngày, rất đẹp. Đấy, rất đẹp luôn các bác này. Đó. Và đặc biệt là cảm biến cảnh báo va chạm 4 quanh xe. Thì đặc biệt là cái mặt của Audi là một cái mặt ga răng mà tôi rất là yêu thích. Khi cầm lái chạy một chiếc Audi trên đường thì nó có một vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp. Thì đó là ngôn ngữ thiết kế riêng của Audi. Và các bác có thể ngắm nhìn quanh một vòng chiếc xe để có thể thấy rằng đây là một chiếc xe nó khá là đẹp. Đấy, khá là đẹp các bác nhé. Đấy, cái phần đèn này còn rất trong luôn. Đấy. Và một dàn lốp Michelin nó còn mới đến 90%. Đó, 90% các bác ạ. Đấy. Số tự động động cơ 2.0 cho chúng ta khoảng 200 mã. Mà 200 mã thì đường Việt Nam thì chắc chả có cái loại đường nào cho nó chạy cả. Nó quá đủ mạnh mẽ rồi. Đúng không ạ? Con này là sản xuất năm 2010, nhập Đức các chị nhé, Audi Q5. Đó, Audi Q5 sản xuất năm 2010, nhập Đức. À, chúng ta có thể thấy được một cái giá trị xe lúc mới thì rất là cao. Nhưng đặc biệt là lợi ích khi chúng ta sở hữu những xe qua sử dụng, những mẫu xe châu Âu thì thường là nó ở cái mức giá xuống đáy, có nghĩa là gần như hết khâu hao và giá trị chất lượng thì nó rất là ok. Đấy. Và về cái độ an toàn, về cái đẳng cấp
về cái độ cách âm chống ồn thì phải nói xe châu Âu thì nó vẫn là một cái gì đó nó mang tính chất là dành cho giới tinh hoa, nên nó đạt tất cả những tiêu chí và tiêu chuẩn cao nhất. Đấy. Nên bây giờ chúng ta có cái cơ hội để sở hữu nó ở một cái mức giá thực sự là cực kỳ hợp lý, đúng không ạ? Ngày xưa chúng ta chỉ là ước mơ thôi, và chỉ là ước mơ thôi chứ cũng không dám là sờ mó vào nó vì nó quá đắt đỏ. Thì bây giờ là cơ hội để các bác trả thù cái ước mơ ngày xưa gọi là trả thù quá khứ đấy các bác. Vâng, quá khứ là chuyện của ngày xưa, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta lại bỏ ra có 450 triệu thay vì rẻ đi gần như còn 1/10 để trả thù quá khứ các bác ạ. Thì đây có thể là sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Lâu lắm rồi cũng có một cái xe Audi, cái màu này rất là ăn khách. Đấy, rất là đẹp, trung tính và nó khá sạch sẽ. Và con xe này thì phải nói rằng nó cũng còn khá đẹp các bác nhé. Còn khá đẹp. Đấy. Và mức giá thì ngày hôm nay Phúc Ích ưu tiên cho các bác thì nó lại không phải là khá nữa, mà nó dưới đáy ở cái mức giá cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp cho các bác. Đấy, vậy thì các anh chị nào quan tâm thì cũng đừng quên thả tim thả like và nhấn đăng ký kênh để nhận được tất cả những sản phẩm tại Xe Và Đam Mê bán ra. Xe Và Đam Mê thì có địa chỉ tại phố Hồng Quang, đường An Định, thành phố Hải Dương các anh chị nhé. Và số hotline của Phúc Nhiêu là 0935 323333. Đấy. Vâng, thank you tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ, chia sẻ và dành cho Xe Và Đam Mê cũng như Phúc Nhiêu một cái tình cảm rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả các bác và chúc các bác sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Còn bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đi xuống phần gầm để thấy được cái giá trị và chất lượng của chiếc xe. Và xin mời tất cả anh chị. Vâng, vậy thì bây giờ tiếp tục xem phần gầm để thấy được giá trị chiếc xe các bác nhé. Đấy, thì các bác có thể thấy này, đây là nó là zin này. Nhưng nó trắng như này, nhiều anh chị bảo ông Phúc, ông hay sơn. Vâng, đó là những người chưa hiểu gì cả các bác ạ. Đây này. Bởi vì đây là những cái vật liệu của nó là hợp kim không hai không gì. Đây là những cái mã của nó này. Đây nhá. Đấy. Đây này. Thế mới chúng ta mới thấy được cái giá trị của những chiếc xe nhiều tiền. Đấy. Tiền nào thì của ấy. Người ta được trang bị những cái vật liệu cao cấp. Đây ạ. Một là bền, hai là cứng. À, không hang. Đấy, đây nhá. Đấy các bác này. Đấy, từ gỗ phanh này rất to, tăng cái độ bám ma sát này. Đây cái dạng. Đấy, nguyên bản này. Các bác thấy này. Đó là sự khác biệt nhé, đúng không ạ? Khác biệt hoàn toàn. Và những cái đầu chassis thì cái này tôi tháo ra thì tôi quay cái đầu chassis ở chỗ này nó hơi kín ta. Chassis ở trên này zin này. Đây cái đầu chassis ví dụ như này, nó là nguyên zin nguyên bản. Đấy. Và đây những cái đỡ ghét nước này, những cái mã tem của Audi còn nguyên này, nó phẳng này, không bị cong keo này, chứng tỏ xe không bị va chạm một cái răng này, cái răng đầu đây các bác này, răng hợp kim nhá, này. Chuẩn nhá, những cái răng này. Đấy, tôi quay kỹ như thế này nhiều anh chị bảo mất thời gian. Vâng, lạ lắm các bạn. Đây. Đấy, những mã này. Đấy, các bác có thể thấy ngay nhé. Đó, gầm con này thì phải khẳng định là nó đẹp. Ở cái giai đoạn là chúng ta nhìn những cái tấm nhựa bảo vệ gầm nó còn phẳng căng như thế này. Đấy, thì gầm chưa bao giờ bị chạm vào đâu cả. Đấy. Đây, những cái đuôi hộp số những thứ này, mã này. Đấy, cái vật liệu của nó. Nó trắng là do vật liệu. Đây. Hợp kim này, bô này, thép không dị, này. bô này, các bác này, đây là nước nã nhé, đấy, cứ tôi rửa qua nước, các bác bảo nước thế này thì ai sơn được, sơn tại à, cái mạ của Audi này, đấy. Bô nó rất tuyệt vời luôn, đấy. Và đặc biệt tôi đánh giá cao cái hệ thống treo của Audi, thì đây, thì Audi, những cái càng A của nó rất là to, cũng là hợp kim, đây này, các bạn nhìn này, đấy, phê lắm, đấy. Nó quá phê luôn nhé. Con này là hai cầu các bác nhé, hai cầu đấy. Đấy, những cầu sau này. Đó, đây là. Đó. Đó, quay thế này thì đã đủ kỹ cho các bác chưa? Bô này và cái rằng sau taxi này, đây đầu taxi này, tôi vạch cái này ra cho các bác xem đầu taxi này, nguyên bản nhé. Rồi, vạch cái này ra xem những cái rằng sau nhé, không có cong keo gò lắn gì, cái xe không một chút va chạm nào. Đây, vạch cho các bác xem. Đấy, chuẩn chưa các bác? Đấy. Làm xe nó mới như thế, cần gì phải nói nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có thế nào cứ nói thế, tiền nào thì của ấy thôi. Đấy, khi các bác xem như này rồi thì các bác sẽ định hình được cái xe và khẳng định là Xe Và Đam Mê là làm những chiếc xe tuyển rất là kỹ và chất lượng. Đấy, đây ạ.
Chứ chiếc xe qua sử dụng thì chúng ta không thể nói trước điều gì được. Thì đây là minh chứng, đúng không ạ? Cứ người thật việc thật mà làm, tiền nào thì của ấy, đẹp thì đắt và xấu thì rẻ, thế thôi. Thank you tất cả mọi người.